Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Túi Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á mình sẽ vào bếp mình làm cái món cơm chiên trứng chùm nha các bạn. Bây giờ á mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Cái này á là cơm nguội nè các bạn, còn cái này á là 5 cái trứng nha các bạn. Mình làm cơm chiên trứng chùm nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt bếp lên để mà mình chiên cơm nha các bạn. Chảo mình nóng rồi, mình chế dầu nha các bạn ơi. Đổ tỏi vô luôn nha các bạn. Oh,
vì mình không có chở cái mặt nó lại á các bạn. Mình để lửa nhỏ thôi. Các bạn ơi, trứng của mình bây giờ nó đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nó vô cái khay cơm nha các bạn. Nè, cơm mình hồi nãy mình chiên á các bạn. Bây giờ mình sẽ để vô nha. Trứng vô khay cơm đặng mà mình chùm nó lại nha các bạn, kia bằng trứng chùm á. Các bạn thấy chưa, ngon ghê các bạn, quá ngon luôn. Mình sẽ trang trí lên một chút xíu ngò gí nha các bạn. Chút xíu ngò gí với lại mình sẽ sắc vô một miếng dưa leo nữa đặng mình trang trí lên nha các bạn. Ngon các bạn ơi. Giờ mình sẽ để miếng dưa leo lên nha cho nó đẹp. Mình ăn thì mình chỉ ăn mình thích dưa leo nè các bạn, cho nên mình ăn dưa leo. Trái dưa leo của mình bữa nay nó cong vòng vậy nè. Mình hết dưa leo đẹp rồi. Các bạn thấy đẹp chưa? Bây giờ mình mời các bạn cùng đi ra ăn với mình nha. Đó, xong rồi các bạn ơi, để lên một chén nước tương nữa nè. Đó, rất là ngon hết các bạn. Đi ăn thôi. Cơm chiên trứng chùm mà nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Bây giờ mình sẽ ăn với lại nước tương nha các bạn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Để này, bốc vô ăn. Tỏi mình nãy mình khử tỏi nhiều lắm các bạn, rất là thơm luôn á. Bữa nay á, mình khai trương mình ăn cái chén con gà nha các bạn. Cái chén con gà mình mới mua. Mình thương mấy cái chén gì lắm các bạn ơi. Nó đơn sơ vậy nè, nhưng mà mình rất là yêu thích mấy cái chén gì nè các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Mình chan một miếng nước tương nữa các bạn. Rồi, mình mời các bạn cùng ăn nha. Trứng nè các bạn, rất là ngon luôn các bạn ơi. Ăn các bạn ơi. Trứng không mà các bạn. Mình nêm gì là vừa ăn lắm lắm rồi các bạn. Không có mặn mà cũng không có lạt các bạn ơi, vừa ăn lắm. Nãy mình phi tỏi nó vàng hết đó các bạn. Công nhận nó giòn, nó thơm á. Rất là ngon các bạn ơi. Mình làm cái món này là các bạn đơn giản là chỉ có 5 quả trứng với lại cơm thôi các bạn, nhưng mà các bạn thấy không, ra được một mâm luôn. Cái này ăn cầu 2-3 người luôn á các bạn. Trứng nè. Ôi, ngon lắm các bạn.
cái món cơm chiên với lại trứng chùm gì rất là ngon. Mình kết hợp ăn với dưa leo với lại nước tương vậy nè các bạn, hợp lắm. Các bạn thấy con gà của mình dễ thương ha. Ngon ghê luôn các bạn. Cơm mình chiên á các bạn, để hai cái trứng cơm nó rất là tươi ra luôn. Nhớ lại mình chiên bằng cái chảo sắt đó các bạn, ngon lắm. Bữa trưa mình chiên cơm ăn gì rất là ngon luôn các bạn ơi. Buổi chia sẻ bữa cơm chiên trứng chùm đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nghe, hẹn gặp lại lúc sau nghe các bạn.